Hello, xin chào cả nhà. Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong cái series chăm sóc sức khỏe chủ động. Cái video này Meta mô tả nó hơi khó hiểu một chút xíu, mong các bạn dễ dàng dành một chút ít thời gian để tôi đi tôi lại để hiểu cho nó rõ hơn. Bởi vì thật khó để Meta có thể trả lời cho các bạn câu hỏi là chị ơi, em bị ung thư mà không biết là có phải năm ngoái do em ăn cái này nhiều hay em làm như thế này nhiều mà bây giờ em bị ung thư hay không, hay là chị ơi tại sao em bị ung thư như vậy và ung thư nó phát triển nhanh như thế hay là như thế nào. Chị ơi, bạn em mới bị ung thư tháng trước mà tháng này bạn ấy đã qua đời mất tiêu, hay vân vân, những câu hỏi rất là khó để có thể trả lời cho các bạn. Khi người ta nói rằng là ung thư nó không dễ dàng xảy ra ngay lập tức mà ăn phải cái gì đó mà nó phát triển ngay ung thư đâu, nó cần một thời gian. Nhưng các bạn nghe rồi nhưng các bạn vẫn không có thuyết phục, và hôm nay mình đã quyết định là làm cái video này. Video này nó hơi khó hiểu một tí tẹo ở cấp độ tế bào, cho nên cả nhà chịu khó hiểu và cả nhà từ đó hiểu ra rằng là ung thư nó không nhanh phát triển như vậy và nó cần một khoảng thời gian dài, ít nhất là 1-2 năm, 3 năm, rồi thậm chí 5, 10 năm, 20 năm sau thì ung thư nó mới phát triển, nó mới thành ung thư. Và không nghĩa là trong cái giai đoạn nó phát triển tích lũy thành ung thư như thế thì không có cơ hội để hoàn trở lại cái trạng thái khỏe mạnh bình thường, và cơ chế nó như thế nào. Ở trong video này và vài video sau nữa các bạn sẽ hiểu rõ hơn ha. Ở video này Meta sẽ chia sẻ với cả nhà là các giai đoạn từ một cái tế bào lành trở thành một cái khối u nó diễn ra như thế nào, và một cái giai đoạn như vậy thì cái chuyện gì nó xảy ra bên trong tế bào như thế, là các bạn sẽ hiểu như vậy ha. Đầu tiên là đó là một cái tế bào lành, Mina có thể sử dụng những cái cây bút như thế này. Ta sử dụng những ba cây bút như thế này để mô phỏng là những cái tế bào đang bình thường. Đó, các bạn nhìn thấy chúng giống nhau về hình dạng, về cấu trúc, về kích thước, và chúng đã sắp xếp liền mạch trong vách với nhau, bên vách với nhau, liền kề với nhau, đúng không? Đó, và chúng thực hiện đúng chức năng tế bào. Đây là biểu tượng của tế bào lành. Tự nhiên có một ngày nào đó cái tế bào lành, giả sử tế bào lành ở giữa đi, đó, nó biến đổi bất thường, đó, nó đổi màu đi và nó lại không sắp xếp đúng ngăn vạch nữa, kích thước nó cũng thay đổi, hình dạng nó cũng thay đổi và chúng không thực hiện được đúng chức năng tế bào nữa, và đây là dấu hiệu đầu tiên để tiến triển thành tế bào và ung thư sau này, phát triển thành ung thư sau này. Đây là giai đoạn đầu, thì chuyện gì đã xảy ra ở giai đoạn đầu như vậy? Là đầu tiên hơn hết đó chính là DNA nó bị sai, hay là gen đó, nó bị thực hiện sai chức năng, nó bị đột biến nhẹ hoặc nó bị đột biến thực hiện sai chức năng, nó biểu hiện sai, rồi nó sẽ dẫn tới cái vấn đề này. Hoặc cái giai đoạn này trong cơ thể của bạn đã có dung nạp một lượng rất là lớn về những cái gốc kim loại, gọi là gốc oxy hóa rất là lớn, và nó làm được bị tế bào bị căng thẳng, gọi là stress tế bào bị căng thẳng và xảy ra vấn đề này. Hoặc là trong giai đoạn này là tế bào của bạn nhận những tế bào lạ từ bên ngoài, có thể là virus, có thể là những cái chủng vi khuẩn độc lạ từ bên ngoài, hoặc là những cái chất độc lạ từ bên ngoài làm cho tế bào cảm thấy căng thẳng quá mức và nó sẽ biểu hiện đáp ứng ngược trở lại là như thế. Đó chính là giai đoạn đầu tiên. Từ cái giai đoạn đầu tiên, cái vị trí đầu tiên một tế bào bị bất thường hư hỏng này, nó bắt đầu nó nhân lên một số lượng lớn, rất là nhiều tế bào bất thường hư hỏng tại cái vị trí này. Giai đoạn đó được gọi là giai đoạn loạn sản, hay gọi là sản sinh loạn xạ không kiểm soát số lượng tế bào tại chỗ. Thì ở trong cái vị trí thời điểm ở chỗ này thì vấn đề xảy ra bên trong tế bào của bạn là gì, bên trong cơ thể của bạn là gì, là bạn hay bị ốm vặt một thời gian rất là dài, bạn mệt mỏi khó chịu, bạn hay đau lưng tinh các kiểu, những cái việc linh tinh khó kiểm soát. Thì cái giai đoạn này vì sao như vậy? Bởi vì hệ miễn dịch của bạn bị rối loạn, miễn dịch của bạn không có khả năng đáp ứng được những cái chống những tế bào lạ xâm nhập từ bên ngoài, không có khả năng là tiết ra những cái cytokine
những cái chất quan trọng mình nói gì ha, có thể ức chế trở lại những cái tác nhân gây bệnh, cho nên bạn sẽ ốm đau thường xuyên liên miên cái giai đoạn này. Và giai đoạn này tế bào của bạn bắt đầu tăng sinh nhiều hơn, tiếp tục tăng sinh nhiều hơn, và nó dẫn tới cái chuyện là sẽ xảy ra ung thư ở cái giai đoạn tiếp theo. Đó. Thì giai đoạn ung thư là giai đoạn mà tế bào loạn sản đó quá mức cho phép trở thành một cái khối u luôn, trở thành một khối u luôn. Thì cái giai đoạn ung thư này thì tế bào phát triển quá mức, sự phân chia tế bào không kiểm soát, thiếu kiểm soát đó, rồi tế bào không thực hiện được chức năng chết lập trình đó. Và tế bào bắt đầu thực hiện những cái vấn đề là phát triển sự hình thành mạch và bắt đầu để thực hiện những cái chức năng khác của tế bào ung thư sau này. Và đương nhiên là sự rối loạn về vấn đề miễn dịch ở đây là thường luôn luôn xảy ra rồi. Và do đó ở cái giai đoạn từ chỗ này trở đi, thì khi các bạn đi khám bệnh, những bạn mới bác sĩ mới bảo các bạn là bị ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó. Thì sau đó ha, rồi giai đoạn 4 thì nó có AB, 3 này, cái AB gì đó, vân vân vân, thì nó là sau này. Còn một quá trình rất là lâu, từ một tế bào bình thường cho đến ung thư rồi mới là sớm như muộn gì đó, còn rất là lâu nữa các bạn thấy không? Đó, do đó là cái video này cực kỳ hiệu quả đối với các bạn mà cảm thấy mình không được khỏe mạnh. À, có những cái bệnh viêm nhiễm thường xuyên hoặc là có những cái bệnh mãn tính thường xuyên, thì hãy suy nghĩ lại liệu rằng mình có gặp vấn đề gì bất thường bên trong cơ thể hay không, mình có quá nhiều cái hợp chất gốc tự do hay không, có những làm mất đi sự cân bằng oxy hóa hay không, hay là mất đi sự cân bằng hormone bên trong cơ thể hay không. Thì lúc này các bạn nên điều chỉnh trở lại, rồi các bạn sẽ giảm thiểu cái quá trình mà dẫn đến cái việc ung thư sau này. Là bất kỳ một cái giai đoạn từ tế bào bình thường đến tế bào mà khởi phát ung thư lần đầu tiên và cũng như loạn sản mà đến ung thư, thì tất cả những cái giai đoạn đó các bạn hoàn toàn có thể phục hồi trở lại trạng thái bình thường, chứ không phải không có cách. Đó, mình hy vọng cái video này giúp ích cho các bạn một chút xíu kiến thức mà mình mô tả ở dưới dạng là dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người có thể hiểu được vì tại sao mà ung thư có thể hình thành ở mức độ tế bào ha. Là mình chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và xây dựng cho các bạn một cái hành trình để điều chỉnh lại lối sống, trong gồm có cả ăn uống nè, mối quan hệ sinh hoạt, làm việc, thể dục thể thao, rồi tâm lý tinh thần, niềm tin vân vân, để có thể điều chỉnh lại cơ thể của bạn, cho các bạn một cơ thể thật sự khỏe mạnh. Vậy ha, bye bye.